Bộ phim hoạt hình tuổi thơ Siêu Anh Hùng Bọ Cánh Cứng. Ai biết nguồn gốc thật sự đáng sợ của nó chưa? Cô bé tên là Mary này từ bé luôn có ước mơ trở thành siêu anh hùng. Cô giỏi vẽ tranh, luôn sáng tác những câu chuyện và ghi vào cuốn nhật ký rằng ước mơ của cô trở thành người hùng giải cứu cho thế giới. Trò chơi bình thường cho tới một ngày cô bị chuyển nhà đi nơi khác, rời xa rất nhiều người bạn của mình. Vì cha mẹ đi làm cho nên cô đã cảm thấy rất là buồn bã. Những ước mơ đó không từ bỏ được. Ánh sáng xuất hiện trước mắt. Cô vô tình đi xuống dưới tầng hầm và phát hiện ra một cuốn sách có cách để bạn có thể trở thành siêu anh hùng thật sự. Như vớ được miếng vàng rồi, cô đọc đúng 20 trang để nghiên cứu và đi ngủ. Từ đó cô luôn tưởng tượng ra mỗi đêm. Đêm đầu là một âm thanh phát ra của tiếng người kêu gọi ba mẹ vào, nhưng họ chỉ nói rằng cô đang tưởng tượng thôi, cô nghĩ là hàng xóm nên ngủ tiếp đi. Sang ngày hôm sau thì âm thanh của tiếng kêu đó càng ngày càng tăng lên theo nhiều thời gian. Ba mẹ nói rằng có vẻ như cô tưởng tượng rồi, nhưng không, thật sự khi bị đem vào bên trong bệnh viện tâm thần rồi thì cô gặp được một người bạn cùng bên trong đó, đồng cảm ước mơ với nhau, họ trở thành người hùng thật sự. Cô lên bản danh tên là Lady Bird, còn anh chàng kia tên Erin, lấy tên là Cragnoy. Từ đó họ trở thành một cặp bên trong bộ phim.